Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua đi và năm 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 2 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cho mình những điều tốt đẹp, để xây dựng mọi thứ viên mãn trọn vẹn. Tháng 2 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố đồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 2 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Đinh Sửu còn tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 2 âm lịch này. Vâng, và trước khi bước vào nội dung cụ thể, quý vị cũng đừng quên ấn like video này cùng với đó là đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung hấp dẫn nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh giản hạ thủy, có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, chẳng nề hà gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình, chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người gặp nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp người khiến họ tâm phục, khẩu phục thì chẳng ngần ngại mà tán thưởng không ngừng. Vận thế của người tuổi Đinh Sửu có những bước phát triển tích cực trong tháng 2 âm lịch năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỉ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết về chuyện tình cảm. Tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp quý âm thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề cũng nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc trong tháng mới khá lý tưởng, đặc biệt là những ai đang có công việc ổn định. Bạn hoàn thành rất tốt trọng trách cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá rất cao. Ngoài ra quý nhân vận vượng lúc này giúp bạn nhận được những sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên thành hay bại, cái chính vẫn phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Gia chủ cần phải mạnh dạn tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến. Những bạn vẫn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng, bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với người đang đi học hay có ý định học lên cao cũng cần phải tập trung tinh lực, đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tử vi dự báo, tháng này công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra. Những bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Cần chú ý rằng, trong tháng có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi. Rất cần có kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, có như vậy bạn mới không bị phá tài, ngược lại còn có thể tích lũy được một khoản cho riêng mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng này. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không thì trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Bạn vừa trải qua kỳ thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời, bởi vậy hãy thư giãn đầu óc, một chuyến du lịch với bạn bè chính là điều tuyệt vời. Với những bạn đã đi làm, không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Các quý gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân đặc biệt là nữ mệnh Vượng Đào Hoa có nhiều cơ hội làm quen với những người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý. Càng chủ động tạo cơ hội cho mình, họ lại càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh dù cũng có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ dẫn đến, duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc. Nếu thay đổi, cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp tốt, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.